các bạn, Ado Câu xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu mồi câu câu chẽm và câu gờn, câu cá nhồng, cá mú, chẽm rất là nhạy, một cái mẫu mồi giả giả mực. Cái con này các bạn lưu gần câu cá nhồng, chẽm cực kỳ nhạy. Này là cái rau mực làm bằng cao su mềm. Nó có kim tuyến. Đặc biệt cái con này nó phát quang vào ban đêm, câu cực kỳ nhạy. Hiện tại cái mẫu này mình có 3 màu. Cái lưỡi thì là lưỡi BKK số 4. Lưỡi này cực kỳ tốt. Con mồi này nó dài 12 cm, là 12 đến 13. Là từ cái mắt này, này là 12 mm, là 120 mm, là 12 cm. Nặng 30 g. Con này nặng 30 g. Lặn sâu từ 0.5 đến 1,5 m. Con này nó có action cực kỳ tốt. Câu gờn thì tuyệt vời. Đánh chẽm, mú và cá nhồng. Này nó có con mắt 3D cực kỳ đẹp luôn. Đây, mồi mực giả đánh chẽm, nhồng, mú cực kỳ tốt. Dài 120 mm, nặng 30 g, lặn sâu từ 0.5 đến 1,5 m. Các bạn mua hàng liên hệ trực tiếp cái số điện thoại ở trên cái video, và các bạn có thể vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.